Chào mừng các bạn đã đến xem video nha. Đã đến với một trận đấu đầy dũng mãnh của một vị anh hùng quá ngầu trong tay, cầm một thanh kiếm và cưỡi một con chiến mã rất là oai. Phong. Với một chiêu kiếm quang ảo quá xuất sắc, nhảy từ xa vào địch một nhát như một con chiến mã đè vào đối phương. Như một cú đá chân vào đối phương khiến cho đối phương không kịp thở. Một con chiến mã đè vào người thì ai mà chịu cho nổi chứ. Con anh hùng dưới linh này nhìn không khác gì một vị thần trong bóng tối, đúng không anh em? Với sức chiến đấu thì khỏi cân bàn. Và trận đấu này cũng sẽ là chứng minh cho sự hủy diệt của anh hùng này vào đối thủ. Mình chỉ ghét mỗi kiểu con ngựa nó đi kiểu, đúng là chán đời luôn. Kiểu nhảy nó co như là một con ngựa què. Giá như mà con ngựa phi đẹp đẹp một chút thì còn đỡ ngứa mắt, đằng này nó nhảy nhìn chán thật. Đây những pha. Ôi trời ơi, đây pha chuẩn bị nhảy. Ui trời ơi, trượt. Ui trời ơi, chết rồi. Chạy chạy chạy, về thôi, về hồi máu. Đấy, nhảy kiểu nhảy con ngựa chiến mã mà nhảy nó cò như là con ngựa què, chán thế. Đấy, nó phi như con báo nổ kia thì có vẻ nhìn còn đỡ. Đằng này con ngựa gì mà nhảy nhảy nháy nha, nó nhìn biết chịu. Bây giờ đồng đội đâu hết cả rồi. Ơi giời ơi, nhảy một phát mà gần chết. Thôi rút. Đội đối thủ đánh có vẻ nhát quá nhỉ. Con dưới linh này là đánh ok phết đấy. Đấy, mình vừa nhảy một hit. Địch mất khá nhiều máu đấy. Chiêu nhảy khá là ok. Dùng cá ngựa phi thân vào thì địch làm sao chịu lột. Ui dồi ôi. Hà mấy ông ấy chơi tiểu thủ nào khỏe thế. Nhảy mà không ăn mần gì à? Đợi tí phải lưng này bạo kích lên thì chắc là đam nó mới to. Ấy à, có mấy xeo phải cúng bắn vào ngựa chỉ nó gãy ngứa cái gì làm sao mà ăn đập ngựa. Cung này rồi ôi, cung quá yêu. Một giật nhảy mất lửa cái máu ở cung luôn. Cung ơi là cung, bản gia đình quá là nhanh. Ui giời ơi, một trận đấu nhảy xuất thần của mình đã làm năm mạng rồi. Nào, lạ mạng hư không? Ui giời, 6 mạng. Ui giời ơi, chết mất rồi. Con dưới linh, anh hùng dưới linh này không khác gì một sát thủ bóng tối. Kinh thật.
An ally has been slain. Mình thấy con anh hùng này giết người quá kinh. No man can kill me. Đây rồi, pháp anh nhận dậm nhảy. Ôi giời, hụt mất rồi. Ôi giời, chết rồi. Phả đánh lỗi quá. Để hai người quay chết. Hai ông bạn của tôi đâu rồi? Đi lên nhanh lên. Chiến đấu hết mình lên anh em. An enemy has been slain. I will find the ring. Ôi giời ơi, cung yếu quá. Tay cung kia bắn yếu quá. Giật nhảy phát quả lần đi. Ôi giời, hai phát nhảy đi luôn một bạn. Đấy rồi, ông này à, chạy đi đâu. Ôi giời. Tay cầm củi đè, mình giật, không chết được. Kinh giật, khỏe này. Ây giời, này. Đột mình lên húp mạng anh ghê. Anh em lên nè, mình hôi em vài mạng nào. Ui giời ơi. Tên sát thủ ông tối này. Tấn công mạnh lên anh em. Sợ gì nào. Chúng ta khỏe cơ mà, sợ gì. Đây rồi. Ui giời ơi. Đang đà thắng thế này anh em đâu. Quật mạnh lên. Vụt. Vụt hết cơ lên. Ui dồi ui. Mé cả kiếm rồi mà không giết được gì cả. Ui giời ơi. Con ngựa đam khét. Nhảy loe que như là bốn chân mà như là hai chân. Chém đi, ui giời ơi. Con ngựa nhảy, ui giời, nhảy vào mấy tướng thủ ấy không ăn thua. Ui giời, còn chết đi chị. Phá trụ nhanh anh em. Không thể để địch đòi lại được công bằng nữa. Pha này kèo này chúng ta phải quyết tâm chiến thắng. Không thể để địch lật kèo pha này được anh em ơi. Cố lên. No man can kill me. Đấy rồi, cơ hội, nhảy. Chạy này. Ui giời ơi. Ui giời, bạn kia bảo xây tá hết của mình thế nào ấy. Để cho mình mạng nữa chứ. Tay cung bên mình bắn cũng ác đấy nha. Cũng xây tá cái hết mất của mình mấy mà. Không thì mình giật nháy mấy cái thì bạn kia mấy bạn kia chỉ có đi thôi. Đây rồi, cơ hội đây. Ui giời ơi. Đội bên mình đánh cũng đồng đều phết đấy. Được đấy. Ba đánh một đây mà không đánh được chốt à. Đánh que so đi chứ. Chạy à. À mình bên mình nhớ cái ông rút này đâu rồi. Đánh cho que gió đi. Ui giời ơi. Sao một ông rút đâu rồi. Tập trung đây nào. Ui giời ơi. Let's
Đã thế thắng rồi là chạy đâu hết rồi. Ui giời ơi, gần chết rồi. Ôi chuồn 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 về. Hồi sinh về nhà để lấy máu phát đã. Ấy. An enemy has been slain. Có dưới linh là cưỡi ngựa mà máu trâu phết đấy. Ấy, cũng máu trâu đấy. Không kém gì tướng thủ đâu. Tướng pháp nhưng mà máu cũng khá là ok. Hai ông kia nên đã chết đâu mà sao mấy cái chạy về thế nhỉ? Ôi, phải từ từ thôi, đợi anh em nhưng một mình lên đi nè. Bị tiến vong sớm rồi. Úi giời. Tập trung nào, hai đồ hai đây. Úi giời ơi. Chết rồi. Rút 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 rút. Rút về anh em ơi. Đây rồi. Cần đây rồi. Chạy à. Ừ chạy đấy ạ. Mình đuổi bắn được. Chạy đi đâu. Nhảy. Ui giời, nhảy triệt mất. Thôi, yêu giời, tí nữa thì chết. Mày quá còn xíu mò. Thôi về, hồi sinh về thành đã. Nhảy út qua không thì làm mạc nữa. An ally has been slain. Ôi giời ơi, quan sát thủ bóng tối của mình. Sao lại tự nhiên hụt thẫn thế này? Đám mạnh lên em. Chết rồi. Ơi, nằm một mạng rồi này. Mãi thêm một mạng nữa rồi. Nhảy phát nữa đi. Nhảy. Nhảy trong biêu đầu. Biêu đầu chúng nó đi. Úi giời ơi. Sao hai ông kia đâu ấy nhỉ? À, vẫn chưa hồi sinh kìa. Lâu thế nhỉ? Đấy rồi, tấn công đi chứ, vỡ trụ ra. Đuổi đi, rồi, đuổi, nó còn chết rồi. Nhảy, một pha nhảy thôi. Tiễn em đi. Nào. Ông này nữa cái gì? Một cú nhảy, ôi trời ơi. Hai pha nhảy làm hai mạng. Ý giời, con chiến mã của mình nhìn rất là ok này. I will find à, ốc cung này, nhảy một hit xem nào. Úi giời ơi, mất nửa cây máu. Dẫn quân lên anh em, tập trụ phải thôi chứ còn gì nữa. Ôi, trận chiến đã kết thúc. Mình nghĩ là đội mình đã chiến thắng rồi đấy. Bye anh em nhớ. Chúc anh em xem video vui vẻ. Thank you anh em nhớ. Yeah.